Hoàng Phát và Lan Vy kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp theo là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Lan Vy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8. Quy hoạch điện 8 đặt ra mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với đó, thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải, đồng thời hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Quy hoạch điện 8 cũng nêu rõ mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 6,5-7,5% mỗi năm trong giai đoạn 2031-2050. Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải giai đoạn 2021-2030 khoảng 134,7 tỷ USD, giai đoạn 2031-2050 khoảng 399,2 đến 523,1 tỷ USD. Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo, dự kiến đến năm 2030 hình thành hai trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, bao gồm sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện, đồng thời xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại các khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ khi có các điều kiện thuận lợi. Năm 2023, công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tỉnh quan tâm chỉ đạo, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 3 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động lên 109 hợp tác xã, với tổng vốn đăng ký 146,6 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đạt 2,3 tỷ đồng trên một năm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và các hợp tác xã, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi số trong quản lý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực quản trị và tổ chức sản xuất kinh doanh, khuyến khích hỗ trợ thu hút lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng đại học về làm việc tại các hợp tác xã, đồng thời hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm diêm nghiệp, góp phần giúp các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập cho xã viên. Nhằm góp phần đa dạng sản phẩm nho cung cấp cho thị trường, tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo, nhân rộng nhiều giống nho ăn tươi chất lượng cao. Trên địa bàn tỉnh hiện có các giống nho ăn tươi sản xuất đại trà gồm nho đỏ Cardinal, nho xanh NH0148, nho hồng NH01152, nho kẹo NH0126. Bên cạnh đó, tỉnh còn có những giống nho ăn tươi mới có nhiều triển vọng như NH0461, NH04128, nho hạ đen, nho mẫu đơn, nho ngón tay đen đang được các hộ dân trồng thử nghiệm, hiệu quả kinh tế cao gấp từ 2 đến 5 lần so với các giống nho truyền thống. Hiện nay, tập đoàn Quỹ Gen Nho của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nho Hố đang lưu giữ hơn 200 giống nho được chia thành 5 nhóm. Nho ăn tươi, nho không hạt ăn tươi và sấy khô, nho rượu, nho gốc ghép và nho ăn lá. Với sự đa dạng các giống nho sẽ giúp các hộ trồng nho trong tỉnh có thể lựa chọn giống nho phù hợp để trồng, đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh sản phẩm nho Ninh Thuận trên thị trường. Trong những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sang mô hình trồng ớt chuông ứng dụng công nghệ cao. Hướng đi này đã giúp nhiều gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Đây là mô hình hai sào ớt chuông trong nhà kính của nhà nông trẻ Cao Trọng Nghĩa ở tổ dân phố Hòa Lạc, thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà. Từng có thời gian làm việc tại công ty Bezo, xã Tông Văn, anh Nghĩa học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quá trình trồng và chăm sóc các loại cây trồng. Mặc dù chi phí đầu tư nhà kính ban đầu cao gấp đôi so với trồng ngoài trời, nhưng việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm, lợi nhuận cũng khá ổn định. Anh Nghĩa quyết định mở rộng thêm diện tích đất hơn 700 m2 để có thêm thu nhập từ loại cây trồng này.
Mô hình về nhà kính này thì tôi thấy làm nó cũng lợi nhuận. Khi tìm hiểu về ớt chuông này thì tôi thấy ớt chuông này thì cây thu hoạch cũng dài hạn, cũng vốn đầu tư thì cũng cao, nhưng mà được cái là thu nhập cũng ổn định. Việc áp dụng kinh nghiệm khoa học công nghệ và thực tiễn đã giúp bà con trên địa bàn thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà mạnh dạn hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ đó mở rộng thêm diện tích trồng rau hoa để nâng cao đời sống, phát triển sản xuất. Đối với rau hoa công nghệ cao thì trong những năm gần đây thì bà con đã chuyển đổi nhiều hơn cho các năm về trước. Thì theo nghị quyết của Đảng ủy thị trấn Ninh Văn hay nhiệm kỳ 2020-2025 thì cũng khuyến khích là bà con chuyển đổi từ cây cà phê già cỗi, từ ruộng lúa một vụ thì chuyển sang rau hoa công nghệ cao, nó sẽ có nguồn thu nhập thì sẽ cao hơn. Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thay đổi phương thức canh tác truyền thống, người dân đã được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, không tốn nhiều công chăm sóc, song vẫn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cơ hội cho các nhà nông tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất sẵn có, thành lập các tổ hợp tác ở địa phương, phát triển mới các mô hình sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập. Giá phân bón hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, giá một số sản phẩm chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Điều này có lợi cho nông dân vì giảm bớt được chi phí sản xuất. Giá phân bón giảm đã tác động tích cực đến sản xuất vụ hè thu của nông dân. Với 1 hecta bắp lai và xoài, năm nào gia đình chị Hoàng Thị Bài, xã Nam Dông cũng phải đầu tư hơn 1 tấn phân bón các loại. Năm 2022, giá các mặt hàng phân bón tăng mạnh nên chi phí đầu tư hết khoảng 20 triệu đồng, nhưng năm nay chị tốn khoảng 15 triệu đồng. Phân vừa rồi á mà cao, mình đi mua thì cao mà mình về trồng bắp trồng xoài này này mà nó rẻ quá, và đến lúc mình bán ra rồi không có đủ tiền phân thì buồn. Hiện tại thì bây giờ mà giá phân nó đang giảm được có một chút xíu thôi. Mà bây giờ thì với lại cũng mới trồng mùa nữa mà không biết bán thì giá cả nó sẽ như thế nào nữa, nhưng mà nghe thì phân mà giảm xuống một xíu thì mình cũng vui được một xíu. Trung bình hàng năm, nông dân trên địa bàn huyện Cư Rút sản xuất hơn 40.600 hecta cây trồng các loại. Thời điểm này, các vùng sản xuất lúa và rau màu tại các địa phương như xã Đắk Đờ Đông, Nam Dông, Đắk Viêu đã qua chu kỳ bón phân. Thị trường chủ yếu tập trung tại vùng cây công nghiệp và cây ăn quả nên phần nào tác động đến xuất tiêu thụ. Ngoài ảnh hưởng lớn bởi thời tiết, còn do giá cả bất ổn nên hiện nay các đại lý trên địa bàn huyện Cư Rút hạn chế đầu tư nhập hàng, chỉ tập trung bán đến đâu nhập đến đó. Người dân sử dụng phân bón đến đâu mua đến đó. Phần cuối bản tin là những tin tức về tình hình an ninh trật tự. Trước tình trạng chó thả rong ở đô thị gây ra nhiều mối nguy hiểm về bệnh dại, ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông, mới đây, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức ra mắt đội chuyên trách xử lý chó thả rong và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại. Đây là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm mô hình quản lý vật nuôi của thành phố Nha Trang. Theo phê duyệt, đội chuyên trách xử lý chó thả rong và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại của phường Vĩnh Nguyên có 8 thành viên gồm cán bộ địa chính, thú y, bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ của xã. Đội có nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu để quản lý việc nuôi chó đi vào nền nếp, phát hiện xử phạt chủ nuôi không xích rọ mõm chó nơi công cộng, ngăn chặn nguy cơ chó dữ tấn công người, phòng chống dịch hại. Sau khi thành lập, đội sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động về chủ trương, chính sách và quy định về quản lý nuôi chó và tiêm vaccine dại cho chó, xử lý các trường hợp vi phạm không tuân thủ quy định về quản lý chó nuôi, tiêm vaccine dại cho chó, tổ chức thống kê quản lý số lượng đàn chó trên địa bàn, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn kỹ năng bắt chó thả rong để đảm bảo an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ. Sau khi trang bị đầy đủ phương tiện và nghiệp vụ, đội sẽ tiến hành tuần tra bắt giữ chó thả rong và xử lý theo quy định. Phường Vĩnh Nguyên là địa phương đầu tiên được chọn triển khai thí điểm mô hình quản lý vật nuôi của thành phố Nha Trang. Dự kiến sau khi triển khai thành công, thành phố sẽ nhân rộng mô hình ra các xã phường khác. Từ tin báo của quần chúng nhân dân, mới đây công an huyện Chư Bết đã tiến hành điều tra xác minh, bắt giữ đối tượng Rơ Ma Khỏ, sinh năm 1988, làng Sơ Bê, xã Ia Hờ La, huyện Chư Bết, về hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Khỏ trốn sang Thái Lan và quen biết Rơ Ma Bun,
Do không có việc làm, điều kiện sống quá khó khăn, năm 2019 khó tìm đường hồi hương về Việt Nam. Đầu năm 2023, Bu liên lạc với Khở qua Facebook nhằm xúi dục lập đường dây vượt biên sang Thái Lan, đồng thời nói Khở dụ dỗ, lừa phỉnh bà con về cuộc sống sung sướng tại Thái Lan. Nếu ai muốn đi thì chuẩn bị số tiền 30 triệu đồng làm lộ phí. Tháng 4 năm 2023, Khở gặp siêu chủ sinh năm 1997, trú làng Mung, xã Ia Hla, Chư Bư. Biết chủ đang gặp khó khăn về kinh tế, Khở dụ dỗ về cuộc sống giàu sang tại Thái Lan và giới thiệu chủ với Bun. Sau nhiều lần liên lạc qua Facebook, Bun yêu cầu chủ chuẩn bị tiền để đi và đưa cho Khở. Bun mỗi người 3 triệu đồng. Ngày 5 tháng 5 năm 2023, khi Khở và chủ đang trên đường vượt biên thì bị công an huyện phát hiện ngăn chặn. Công an huyện Chư Bư đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đồn biên phòng Phước Diêm, Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới biển phụ trách. Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2023, tại khu vực ngã ba Cà Ná thuộc thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, đồn biên phòng Phước Diêm phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1993, trú tại thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, đang tàng trữ 5 túi ni lông bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy, có khối lượng khoảng 4,9 gram. Tại hiện trường, đơn vị đã thu giữ một xe mô tô hiệu Seroth màu đỏ đen, biển kiểm soát 85D1-28798, 1.570.000 đồng tiền mặt. Hiện đồn biên phòng Phước Diêm đã tạm giữ đối tượng và các tang vật liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, gió tây nam cấp 4 có lúc cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Lan Vy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Sau đây, biên tập viên Hoài Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời Hoài Phát. Cảm ơn Lan Vy. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm triển khai cải tạo nâng cấp công viên biển Bình Sơn. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công dự án môi trường bền vững, các thành phố duyên hải từ dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm tập trung chỉnh trang đô thị. Công viên biển Bình Sơn rộng hơn 19 hectare. Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của công viên đã xuống cấp. Do đó, trong năm 2023, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã phê duyệt kinh phí trên 20 tỷ đồng, cải tạo 7 hạng mục chính của công viên gồm lắp đặt 11 trụ đèn cao áp, 15 trụ đèn hình nấm, cải tạo hồ phun nước nghệ thuật, mặt ngoài gắn 16 bức phù điêu gắn với các sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng bộ tỉnh, cải tạo hồ nước và sân khấu nhỏ ngoài trời, cải tạo cổng phụ và bố trí khu vực kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí. Khi hoàn thành, công viên biển Bình Sơn trở thành không gian sinh hoạt công cộng của người dân và du khách, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thực hiện dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm, hiện nay Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước đang triển khai thi công hạ tầng thoát nước 10 gói thầu trên 13 tuyến đường trên địa bàn thành phố. Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, đơn vị chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường tưới nước để giảm bụi phát tán ra môi trường. Việc nạo vét, đào đắp đất bùn, vận chuyển nguyên liệu ra vào công trường phải được che chắn cẩn thận, không làm rơi vãi trên đường phố và những hộ dân sống xung quanh. Chủ đầu tư đã thuê đơn vị giám sát theo dõi thường xuyên các đơn vị thi công, tuân thủ việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và sẽ xử lý nếu đơn vị nào không tuân thủ quy định. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Phan Rang Tháp Chàm đang tập trung chỉnh trang đô thị nhằm tạo ấn tượng cho người dân và du khách về một thành phố trẻ năng động hiện đại. Việc chỉnh trang đô thị không chỉ hướng đến phục vụ lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và lễ hội Nho Vang Ninh Thuận năm 2023, mà còn là cơ sở để thành phố Phan Rang Tháp Chàm từng bước hoàn thiện hạ tầng, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.
toàn bộ vỉa hè khu vực bảo tàng, tượng đài và quảng trường 16 tháng 4 đang được thay thế bằng những phiến đá granite tự nhiên toát lên vẻ sang trọng. Hệ thống cây xanh trên trục đường 16 tháng 4 sẽ được thay thế bằng hàng cây chà là, loại cây biểu tượng của vùng sa mạc, tạo ra nét tươi mới cho mảng xanh trên tuyến đường. Đá tự nhiên được cắt ra từ nguyên khối và cái bề mặt của nó là sẽ được khò, nhám mặt, đảm bảo cho người đi bộ, nhân dân ở trong tỉnh Ninh Thuận tham quan ở khu vực quảng trường này không có bị trơn trượt, té ngã. Ban đêm, tuyến đường 16 tháng 4 rực rỡ ánh đèn với các họa tiết đặc trưng của vùng đất nắng gió. Khu vực tượng đài, bảo tàng, quảng trường 16 tháng 4 cũng rực sáng bằng hệ thống đèn trang trí, tạo ra diện mạo mới hiện đại trẻ trung cho thành phố. Người ta dăng nhiều đèn nhấp nháy, này, trồng thêm nhiều cây xanh. Nơi đây là các phụ huynh thường hay đưa con ra đây chơi. Đó là mình cảm nhận được là thành phố ngày càng bắt nhịp, ngày càng văn minh hiện đại hơn. Hiện nay, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đang tập trung chỉnh trang tuyến đường 16 tháng 4 kéo dài đến công viên biển Bình Sơn. Đây là trục đường trung tâm của thành phố có không gian mở với nhiều điểm sinh hoạt công cộng, thu hút rất đông người dân và du khách, tạo ra điểm nhấn quan trọng của một đô thị trẻ. Bắt đầu từ Bùng Binh, Ủy ban tỉnh cho đến cuối đường 16 tháng 4, thì cái công tác chỉnh trang là nó bao gồm là lót đá vỉa hè, cải tạo giải phân cách, là lót đá giải phân cách, là trồng cây xanh và hệ thống chiếu sáng cho cái khu vực tuyến đường 16 tháng 4. Việc mà đầu tư cái tuyến đường này là nó sẽ góp phần là nó sẽ là tạo cái độ sáng, cái bộ mặt cho cái tuyến đường này để thu hút khách du lịch và tiến tới là để chào mừng một số cái sự kiện ngày lễ lớn của tỉnh và hướng đến là cái chào mừng cái sự kiện là lễ hội Văn Nho của tỉnh. Việc chỉnh trang thành phố Phan Rang Tháp Chàm mang lại lợi ích kép, vừa làm cho bộ mặt thành phố khang trang hiện đại, vừa góp phần hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại 2, đồng thời góp phần xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm trở thành thành phố xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Sau đây, biên tập viên Hoài Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời Hoài Phát. Cảm ơn Lan Phi. Mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Tin Tức Thông Tấn Xã Việt Nam với nhan đề Biết nắm giữ tài sản mã số vùng trồng. Cả nước hiện có khoảng 6.500 vùng trồng và 1.600 cơ sở đóng gói tại 33 tỉnh, thành phố được cấp mã số xuất khẩu. Tuy nhiên, cũng có hơn 710 mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu bị thu hồi do không đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của nước nhập khẩu. Việc có được mã số vùng trồng rất khó. Sau khi được cơ quan chức năng Việt Nam rà soát, đánh giá, thì để được thị trường nhập khẩu chấp thuận, họ cũng sẽ phải kiểm tra, đánh giá và chờ đợi. Khi đã có được mã số mà để bị thu hồi là thiệt hại rất lớn. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, để mã số vùng trồng thực sự phát huy hết hiệu quả, cần sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan. Mỗi đơn vị doanh nghiệp có mã số vùng trồng để xuất khẩu phải ý thức đó cũng là tài sản của họ và phải gìn giữ đảm bảo uy tín của mã số vùng trồng này. Như vậy, sản xuất xuất khẩu trái cây mới được sự ổn định và bền vững. Quý I vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ thấp hơn cả nước. Việc này có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp thiếu vốn để đầu tư sản xuất. Nhưng có một thực tế là dù đói vốn, nhưng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ nói riêng vẫn ngại tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi. Phân tích vấn đề này, chuyên trang kinh tế báo Đại Đoàn Kết có bài Đói vốn vẫn ngại vay. Theo lãnh đạo các địa phương, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, nhưng mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao. Lãi suất ngắn hạn phổ biến ở mức từ 10 đến 11% trên một năm, trong khi trước đây chỉ khoảng từ 7 đến 9%. Lãi suất cho vay trung và dài hạn từ 11 đến 13% trên một năm, trước đây chỉ 8,5 đến 11% trên một năm, nên nhiều doanh nghiệp vẫn cân nhắc việc vay vốn để đầu tư mới và mở rộng quy mô. Để giải bài toán này, nhiều doanh nghiệp cho rằng có tiền hỗ trợ giảm lãi suất nhưng quan trọng là lãi suất phải xuống nữa và thời gian cho vay cần được kéo dài thêm, thay vì được hưởng lãi suất hỗ trợ 5 năm thì cần kéo dài từ 15 đến 20 năm. Thực tế, đối với doanh nghiệp xây dựng và người vay để mua nhà, khi lãi suất cho vay cao sẽ làm giảm khả năng đầu tư của doanh nghiệp cũng như sức mua của người dân, tạo hiệu ứng ngược khiến thị trường bất động sản rất khó trả bằng.
Theo Tổng cục Thủy sản, việc thiếu lao động chất lượng cao, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành, tổn thất sau thu hoạch và giá thành còn cao đang là những khó khăn thách thức mà lĩnh vực khai thác thủy sản đang phải đối diện. Phân tích vấn đề này, bài viết trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay, trong năm 2023, ngành thủy sản đề ra mục tiêu tổng sản lượng thủy sản khoảng 8,74 triệu tấn, bằng 96,7% so với ước thực hiện năm 2022, riêng sản lượng khai thác khoảng 3,58 triệu tấn. Nhằm khắc phục các khó khăn còn tồn tại, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản trong thời gian tới, Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương tổ chức đăng ký cấp giấy phép, nhập thông tin tàu cá vào cơ sở dữ liệu tàu cá VN Fishbay theo quy định, có biện pháp quản lý tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, ngăn chặn các tàu này đi hoạt động khai thác, xử lý triệt để đúng quy định tàu cá bị mất kết nối, tập trung nâng cao độ chính xác của bản tin dự báo ngư trường, đổi mới phương thức phát hành. Cung cấp các bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản để ngư dân tiếp cận, biết và sử dụng trong sản xuất. Theo kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương, đến năm 2030, nước ta sẽ giảm 75% rác thải nhựa đại dương, 100% số ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom. Tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển, nhiều chương trình chiến dịch hành động nhằm giảm thiểu phát thải rác thải nhựa đại dương đã được triển khai. Tuy nhiên, thực tế, tình trạng ô nhiễm trắng tại các khu vực ven biển, trong đó có các cảng cá, thì vẫn đang diễn ra. Theo phản ánh của bài viết trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam, tại báo cáo phân tích ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới vào năm 2022 cho thấy, chất thải nhựa chiếm phần lớn lượng chất thải được tìm thấy ở các khu vực ven sông và ven biển, chiếm 94% tổng lượng rác thải và 71% trọng lượng. Chất thải nhựa chiếm phần lớn lượng chất thải được tìm thấy ở các khu vực ven sông và ven biển, chiếm 94% tổng lượng rác thải và 71% trọng lượng. Vậy nên, để ngăn chặn rác thải và đặc biệt là các loại rác thải nhựa xâm nhập vào biển, việc xử lý các khu vực rác ven bờ cần được thực hiện triệt để. Tuy nhiên, vẫn có những bãi rác tự phát ven biển, rác chỉ biết chờ để trôi ra đại dương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Lan Vy. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Hoài Phát. Mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với cách làm nước mắm thơm ngon nước tiếng ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Các bạn đang đến với một giới thiệu điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã đều rất là quen thuộc với nước mắm, loại nước chấm không thể thiếu trong bữa cơm gia đình người Việt. Làng nước mắm thì nằm ở xã Ca Ná, huyện Thuận Nam, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 30 km về hướng Nam, là một trong những đặc sản nổi tiếng của miền nắng gió Ninh Thuận, từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước. Vậy nước mắm Cà Ná có gì đặc biệt và cách chế biến nước mắm ra sao? Thì xin mời quý vị sẽ cùng theo chân Khánh Hằng vào bên trong cơ sở sản xuất nước mắm Quang Minh, nơi đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề sản xuất nước mắm, để cùng tìm hiểu nhé. Dạ, con chào chú. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là chú Huỳnh Ngọc Quang, là người trực tiếp sản xuất nước mắm Cà Ná và cũng là chủ của cơ sở sản xuất nước mắm Quang Minh. Chú Quang ơi, để mà làm ra được nước mắm thơm ngon, nước tiếng thì còn phải trải qua những công đoạn nào ạ? Cái nghề nước mắm là được biết là rất là lâu rồi. Làm ra nước mắm thì trước tiên là con cá phải tư, mà con cá cơm là với lại cái vùng đánh bắt mà ở gần là ghe tàu nó vô là nó gần, cá nó tư là mình muối là nó chắc chắn nó sẽ ngon. Cái con cá nó đi ngang qua Cà Ná, con cá to, sọc than là tư nữa, là mình giờ mình úp vô cái nó có cái nước mắm đặc trưng của Cà Ná. Muối thì cái ở Cà Ná cũng sản xuất muối luôn. Cái độ mặn của muối Cà Ná nó rất là tốt. Mình lấy những cái muối ở vùng các vùng á là nó muối nó non, mình muối con cá nó không có được mặn đúng cái độ muối giữa cá và muối, cho nên là
đặc trưng là muối cà ná độ mặn rất là cao, cho nên là nó kết hợp với lại con cá tươi nữa là mình muối ra cái nước mắm nó rất có là đặc trưng của nước mắm cà ná. Chú ơi, để mà làm ra được nước mắm mà thơm ngon, giàu độ đạm mà có cái màu cắt dáng rất là bắt mắt á, thì cần phải lưu ý những vấn đề gì? Mình lưu ý là mình phải muối vừa đúng cá đúng muối. Ví dụ là 70% cá, 30% muối. Mình muối là mình để ví dụ là 12 tháng là nó ra cái màu cánh gián. Còn ví dụ mình để tới 24 tháng thì nó ra cái màu đặc trưng của mắm là cái màu kiểu là hơn cánh gián. Là mắm đúng 2 năm là rất là đạm cao, rất là ngon, thơm ngon. À, chú ơi, và bây giờ chú có thể lấy nước mắm từ trong cái thùng này ra cho con xem được không ạ? À, được chứ. Dạ. Wow, quý vị và các bạn biết không, cái mùi nước mắm rất là thơm và kích thích khứu giác vô cùng. Cái vị mặn rất là vừa phải và nó rất là thơm. Rất là thơm nồng và cái màu nước mắm thì rất là trong chú ha. Một lần nữa cảm ơn chú Quang đã giới thiệu đến Khánh Hằng cũng như quý khán giả về cách để làm ra nước mắm cà ná thơm ngon nước tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, và còn gì tuyệt vời hơn khi có dịp đến Ninh Thuận. Sau khi tắm biển xong thì quý vị và các bạn cùng ghé lại các cơ sở sản xuất nước mắm ở Cà Ná để mua những sản phẩm nước mắm về làm quà cho người thân và gia đình của mình. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Điểm đến Ninh Thuận xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là dự báo thời tiết tại Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.